Sóc Hàng Nhiệt Độ Điện xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2020. Em lên sóng một chiếc máy rửa mặt Nationa, một con Na Vòm BM E4. Con này tương đương với con BM2 quá nhé. Một con máy hình thức còn rất là đẹp. Hình thức máy tổng thể rất là đẹp các bác nhìn. Kính trong các thứ nhé. Mọi thứ rất ok, đẹp, lưng nhé cũng còn rất là đẹp này. Đấy. Chung là một con máy còn khá là mới, lưng biết không có móc méo gì, rất là đẹp, kính trong suốt này. Đấy. Bên trong nội thất còn rất là mới nhé, trang trí đẹp. Đấy, con này. Nội thất còn rất là mới ạ. Và nhìn nội thất đi ạ. À, con này em lấy một cái giá đũa ra rồi, mà mua để lắp vào máy đủ đồ thôi nhá. Đấy. Một con máy rất là đẹp luôn, toàn bộ trong này còn inox hết này, ba tay full. Con này thì em bán là 3 triệu vì có cái vấn đề như sau các bác này, là ở đây nó bị cháy mất cái đèn, cái hàng ghế chu trình rửa này. Đấy. Nó có sao bán thì nói vậy luôn các bác nhé. Con này nếu mà bình thường các bác mua BM4 này nó tương đương BM2 và 4,2 triệu. Đấy. Con này thì nó bị thêm chấp nhận bán lỗ. Đấy. Giải phóng vốn ra giá là 3 triệu chưa phí vận chuyển, chưa được mà. Tất cả mọi chức năng rửa ngon lành hết nhé, chỉ có cái đèn chu trình rửa kia thì nó không sáng thôi, thì trông nó không được hoàn hảo, thì còn không có cái gì là ấy ạ. Em vừa quay thì đúng lúc cái chu trình nó rửa chuyển sang cái giai đoạn xả nước. Đấy, đang xả nước kia chuẩn bị nó nạp nước vào, rẻ hơn cả Nationa B60SS5. Cái đèn này thì nó không quan trọng, không ảnh hưởng đến chất lượng đâu nhé. Đèn này nó không ảnh hưởng nhé, nó chỉ là báo các chu trình rửa thôi. Đấy, nhưng mà em thì cũng không hay không sửa, những cái gì nó thì cứ kệ nó. Đấy. Giá chỉ có 3 triệu thôi. Đổi nguồn qua là mua thì 400. Đấy. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Xin chào các bạn.